Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Và đây là màn hình khi mà chúng ta bắt đầu chơi cái mùa mực lần này các bạn. Khi mất mới bắt đầu thì nó sẽ yêu cầu chúng ta chọn hai khu vực, một khu vực bên dưới hoặc là khu vực bên này. Thì các bạn có thể chọn. Ở đây thì nó có một cái yêu cầu này, ví dụ như chỗ này, khu vực này hiện tại đang là 20/35. Thì mình bấm mình chọn vào thì nó lại ra một cái câu hỏi, đó là khu vực này đã đông dân cư, vui lòng chọn khu vực khác. Lần này thì nó có một cái cơ chế, đó là nó bắt buộc mình phải chọn cái khu vực ít người hơn, không được tập trung cùng một lúc quá nhiều người xem khu vực các bạn. Hơi căng nha. Ok, mình sẽ chọn cái khu vực ít dân cư. Rồi, giờ tới cái câu hỏi đầu, đó là chúng ta nên chọn những cái con tướng nào để chúng ta bắt đầu chơi đầu game các bạn. Thì việc chọn tướng thì nó tùy thuộc vào cái acc của các bạn. Nó tùy thuộc vào acc của các bạn nha. Đầu game thì chúng ta sẽ có một xíu điểm để chúng ta nâng cấp. Và các bạn chơi theo hướng nào thì bạn sẽ nâng cấp hướng đó. Chúng ta có tổng cộng là 5 hướng. Chúng ta có Warrior, Tanker, IG, Pháp Sư và Support. Hai cái nhánh Pháp Sư và Support trước giờ thì hầu như người ta không có chơi. Nhưng mà Tanker, IG và Warrior thì rất là nhiều người chơi các bạn. Ví dụ hiện tại acc của mình thì chắc là mình sẽ đi theo đường Wario. Lý do tại vì mình chơi Wario tại vì mình có những cái con, một vài cái con tướng Wario mạnh các bạn. Mình có cái con Rem, mình có Ana, thì đây là những con chơi Wario cực kỳ sướng rồi. Còn nếu mà mình chơi qua đường Agi á thì mình sẽ có con này Elrin, mình có Lucretia, rồi mình có luôn cả cái con Wagon Lika bậc A nha các bạn. Nếu đi theo đường này thì mình sẽ có những cái con tướng vậy. Vậy thì mình sẽ đi theo Wario hoặc là Agi và có cả con Thiết Mộc Lan nữa nè. Thì về cơ bản chúng ta có linh hồn thánh tích, nên là về sau các bạn thì Wario, Tanker hoặc là Agi thì các bạn đều xài được những cái con tướng hệ khác các bạn. Tuy nhiên mà cái hướng đi mà mình thấy dễ chơi nhất đó là theo hướng Tanker, tại vì đa số newbie thời gian đầu thì các bạn đều có con Diamond. Thời gian đầu chúng ta đều con đai mình các bạn, bỏ vào chơi thì khá là ổn. Rồi, còn đối với con acc này thì như các bạn có thể thấy là mình có khá là nhiều tướng ngon, nhưng mà chơi theo cái con Rem đầu game thì nó khá là ngon các bạn, kẹp với con Ana. Nhưng mà rất đáng tiếc là con Ana của mình chưa có xịn sò. Chúng ta có một vài cái kiểu farm gọi là tiết kiệm food, kẹp Ana với một vài con như là Baden, A Sư hoặc là kẹp vào Rem. Đó là một vài cái kiểu farm đầu game khá là tiết kiệm food, khá là ngon. Nhưng mà đối với cái con acc newbie của mình thì thôi, acc newbie của mình thì nó yếu hơn nhiều, nên mình sẽ không có farm theo cái kiểu tiết kiệm food các bạn. Có bao nhiêu mình xả hết. Và cái mùa này nó cũng là cái mùa beta, là mùa thử nghiệm, nên chúng ta sẽ không có cần phải quá vất vả các bạn nha. Rồi, mình sẽ quyết định chơi theo đường Agi. Và mình sẽ nâng hai món công lên và mình add vào những cái con tướng Agi để mình farm. Chúng ta có Lucretia, chúng ta có này, rồi chúng ta có Wagon Lika. Không cần phải add quá nhiều đâu bạn, 3-4 con là được rồi. Rồi, thậm chí còn cả Thiết Mộc Lan và tùm lum mình sẽ add vô nha. Và mình sẽ dùng full Agi để mình đánh. Rồi, bên này thì chúng ta sẽ add pet. Pet thì các bạn có thể add Sư Tử Bay, Hải Cầu Ngũ Gực, những con pet mạnh các bạn. Ok, mình bắt đầu chiếm làng. Làng 1. Tầm này thì một mình một con Lucretia hoặc là cái con kia có thể bào được. Nói chung là Elrin hoặc Lu là dư sức cân một team làng 1 các bạn. Với đất thì một mình em nó cân được rồi. Đối với một số bạn mà kiểu như là chúng ta đi theo cái đường Wario các bạn, thì các bạn cũng cho vào một con tướng Agi mạnh như là Wagon Athalia hoặc là cái con Lucretia để chúng ta cho vào để vậy nè. Rồi, cái cách chơi của chúng ta là chúng ta sẽ chiếm làng, chúng ta sẽ chiếm đất các bạn, chúng ta sẽ chiếm làng, chúng ta sẽ chiếm đất, lượm tin chất, chúng ta nâng bậc lên rồi chiếm làng xịn hơn. Ê, thua kìa, mình chưa kịp bấm quay lại luôn á. Ok, không sao các bạn, cơ bản thì không cần phải quá lo nha. Hiện tại đang không có đua top nên chúng ta thoải mái, chúng ta thử nghiệm các bạn. Rồi, acc của mình Agi nhiều thì mình sẽ đi theo đường Agi.
có vẻ như là nó tiện hơn rất là nhiều so với đi theo con đường qua Rio. Rồi chúng ta phải đối đầu với một cái làng ba để mình xem full team mình sực lại nổi làng ba nha. Full team mình sẽ sực làng ba với cái combo như sau. Tiết một làng mình chưa có chín món nội thất. Ồ, nhiều này đánh làng ba đánh chưa lại các bạn, 275 trên 260 vẫn không đánh lại. Có cho thêm một con vào nữa thì mình nghĩ cũng vẫn vậy, không đánh lại. Rồi à, kiểu yếu như này thì tốt nhất là làng ba đầu game các bạn bỏ qua, chúng ta chiếm làng hai được rồi. Ok, chiếm làng hai thì chúng ta bỏ bet, có thể cho vào con Eldrin, Athalia hoặc là con Lucretia đều được các bạn. Thì mục tiêu của ngày đầu thì chúng ta sẽ chiếm tối đa cái làng mà chúng ta đã chiếm được, sau đó chúng ta lại tăng bậc và chiếm tiếp các bạn. Đối với những con tướng mà các bạn dùng nhiều, sau khi mà đã xài hết phút thì các bạn tháo nó ra và cho nó vào lại các bạn. Về team bot thì chúng ta có thể dùng team Rem, team Rem cặp với Rezu, mình nghĩ là dư sức đam được full quà. Không có Rem thì chúng ta có Abel cũng được các bạn. Rồi, mình đã nối đường. Rồi, mục tiêu chúng ta sẽ nối đường chung với bang. Sau đó thì mình sẽ đi chung với bang nha. Rồi, để mình dùng full team mình đánh đánh nổi cái làng hai không bạn. Mình nghĩ làng hai chắc dư sức. Nâng được vài móc lên rồi mà. Không đánh lại làng hai luôn kìa. Ủa alo. Yếu tới mức không đánh lại làng hai luôn các bạn. Đây cậu rồi. Rồi, tạm thời vẫn farm được lần hai, chúng ta làm nhiệm vụ nè. Khi mà chúng ta đạt được 3.000 tên chất phước lành nữa thì chúng ta sẽ lên bậc tiếp theo. Chúng ta sẽ nhận phần thưởng đầu tiên các bạn, đó là bậc hiệp sĩ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ farm full lần hai. Nói chung là cái ngưỡng của các bạn tới đâu thì các bạn farm tới đó. Ngưỡng của mình thì farm được lần hai thì mình sẽ bắt đầu farm từ lần hai nha. Hết phút thì tháo ra cho lại thêm các bạn, chúng ta còn rất là nhiều slot bên dưới. Rồi một mình bạn lưu cân thôi. Ok, đã hồi đầy máu rồi. Để mình thử mình cho thêm con rem vào các bạn. Tại vì mình theo đường Agi nên con rem nó không được hưởng lợi, vẫn boost các bạn. Mình sợ nó sẽ bị dễ die hơn. Đúng như mình nghĩ nha. Cực kỳ dễ die. Rồi theo các bạn đánh lộ lại không? Vậy con vịt nó ném một cái bể đầu. Ok, chúng ta cho tạm một con Agi nào đó vào hoặc một con nào đó vào được để chúng ta nhận full quà. Thử cho Abel vào xem sao các bạn. Tầm này một mình đeo cân nổi không ta? Không cân nổi. Trước sau thì cũng dùng thì mình sẽ cho một vài con vào các bạn. Rồi. Như vậy thì mình sẽ thiếu food để farm mấy cái làng tiếp theo. Cũng không cần gấp các bạn nha, mình cứ cho đại vào thôi. Đây, chúng ta thử nè. Có vẻ như cho con Ivan vào khá là ngon, mặc dù chúng ta chưa nâng bậc nó lên các bạn. Mình thử cho bốn con này vào xem sao nha. Ồ, khá xịn nha. Xịn hơn mấy con mà mình đã nâng bậc nữa. Rồi,
Rồi, hai con kia được giảm sát thương và ba con kia ra sâu. Ivan sẽ chùm, à, lần này chùm lên Lyca rồi, không chùm lên Abel nữa các bạn. Về cơ bản thì cái sự kiện bất mực lần này nó sẽ là một sự kiện khá dễ, tại vì đây là đang là mùa beta, chúng ta sẽ không chịu áp lực về đu top, chỉ cần full quà là được. Full quà với cái mùa này thì không quá khó các bạn. Rồi thì ba cái hướng đi Agi, Wario với lại tăng cơ, thì các bạn thấy cái nào hợp với mình thì đi. Nói chung là đa số các bạn sẽ đều hợp với cái hướng tăng cơ các bạn. Còn Wario thì các bạn có một vài con mạnh, như là bạn có Ana chính nội thất, rồi các bạn có con Rem, bạn có con sư thức tỉnh, thì các bạn có thể chơi theo cái kiểu đường, cái con đường Wario được. Đường Wario thì nó là một trong những con đường cực kỳ mạnh và rất là tiết kiệm food trong giai đoạn đầu các bạn. Như các bạn thấy là mình chơi Agi trong giai đoạn đầu thì chúng ta khá là tốn nhiều food. Và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt, bye bye.